Danh hài đất Việt, một chương trình hài kịch, ca nhạc độc đáo, đặc sắc, những danh hài hàng đầu, những tiết mục hài kịch lôi cuốn, hấp dẫn, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu, MC hài hước, hóa mình. Please sit down. Lao sức đồ. Quên gì chó luôn rồi. Tính đàn ông của con vậy đó. Mày quê quá, bây giờ người ta bận toàn là ba cái đồ hở rúng hở bụng không à. Các ca khúc hit được dàn dựng mới lạ với phần biểu diễn của những ngôi sao ca nhạc được yêu thích cùng các nghệ sĩ hài nổi tiếng. Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Danh hài đất Việt bùng nổ những tràng cười sảng khoái. Hãy đón xem Danh hài đất Việt phát sóng lúc 21 giờ thứ tư ngày 13 tháng 5 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.